Phòng khám trung cộng bị tố cáo lừa bệnh nhân nhưng vẫn tiếp tục hoạt động. Các thú vị tham đến từ Sài Gòn, đài VOV của nhà cầm quyền cộng sản ngày 18 tháng 6 năm 2019 loan tin chị Nguyễn Thị Bảo Trân ở huyện Bình Chánh, Sài Gòn vừa có đơn tố cáo phòng khám đa khoa Thái Bình Dương ở địa chỉ số 34 đến 36 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Cao, quận Nhất đã có hành vi cố tình lừa dối để lừa tiền của chị. Theo lời chị Trân, chị đến phòng khám Thái Bình Dương để khám bệnh theo lịch hẹn. Chị Trân đến phòng khám và được bác sĩ chuẩn đoán là bị bệnh nặng, tử cung có dịch đi kèm huyết đỏ, rong kinh kéo dài. Vì vậy, bác sĩ yêu cầu chị mua lọ thuốc sát trùng cùng ba chai dung dịch cầm máu với tổng số tiền là 6.8 triệu đồng. Quá lo lắng, chị Trân đã nhờ người nhà chuyển tiền vào số tài khoản do phòng khám cung cấp. Trước đó, chị Trân đã mất 1 triệu rưỡi đồng tiền khám bệnh. Sau khi lấy được số tiền trên, bác sĩ lại chuẩn đoán chị bị bệnh rất nặng, có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung, vô sinh và phải điều trị ngay lập tức với hai mức tiền khác nhau là 28 triệu đồng hoặc là 38.8 triệu đồng. Lúc này thì chị Trân xin về vì quá hoang mang. Ngày hôm sau, chị Trân được đưa đến Bệnh viện Hùng Vương khám. Chị được bác sĩ chuẩn đoán bệnh không có gì nghiêm trọng hết vì bị viêm lộ tuyến nhẹ và tổng chi phí vừa khám vừa điều trị là 350.000 đồng. Vì vậy, chị Trân đã làm đơn tố cáo phòng khám Thái Bình Dương. Trước đó, vào năm 2017, phòng khám Thái Bình Dương đã bị Sở Y tế thành phố phạt gần 150 triệu đồng và một bác sĩ người trung cộng của phòng khám bị phạt 35 triệu đồng vì hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được cho phép theo thông tin trên mạng xã hội facebook phòng khám thái bình dương là một trong những phòng khám cho người trung cộng thực hiện điều khiển nhằm mục đích lừa tiền người bệnh việt nam đã có rất nhiều bệnh nhân bị lừa tiền bởi những phòng khám của người trung cộng thế nhưng ngành y tế cộng sản việt nam vẫn để các phòng khám này thản nhiên hoạt động